Có phải cô rất vui vì nghĩ rằng Yuji-ho đã biến mất khỏi thế giới này không? Cô có vui không? Có cảm kích không hả? Ừ. Tôi rất vui và cảm kích, nên đang muốn hét toáng lên đây. Bởi vì anh ta là kẻ đáng chết. Cô đã ra tay, hay mẹ? Cô tìm thấy thi thể rồi à? Tại sao cô lại tin là Yuji-ho đã chết? Trương Hye-su, cô nghĩ Yuji-ho vẫn còn sống sao? Làm sao tôi biết được việc đó? Không phải cô rồi. Có lẽ là mẹ. Đừng ăn nói hồ đồ. Chỉ còn mỗi mẹ là người có thể làm việc đó. Vì cô là con gái ruột của bà ấy. Giống như khi bà ấy tưởng tôi là con gái ruột của mình, bà ấy đã làm tất cả mọi điều cho tôi. Bây giờ cô có thể tha thứ cho mẹ rồi chứ? Người như cô mà dám mở miệng nói ra lời tha thứ sao? Tôi thậm chí còn chưa thể gọi một tiếng mẹ được. Dù xe dâng, chính cô đã khiến mọi việc ra nông nỗi này. May quá. Cô vẫn còn đau khổ vì tôi. Cô vẫn chưa hiểu ra nhỉ? Cô đã làm gì sai? Và tại sao cô bị hạ bệ như thế này? Tôi phải hiểu ra ư? Tôi đã làm gì sai hả? Tại sao ăn cướp lại xấu xa đến vậy? Cô đúng là hết thuốc chữa. Cô là một kẻ tâm thần. Tôi sẽ giành lại tất cả. Nếu Yuji-ho chết, tôi sẽ cứu anh ấy sống lại và bắt anh ấy lựa chọn giữa tôi và cô. Tôi cũng sẽ lấy lại mẹ từ cô. Bây giờ cô hãy nghĩ tất cả là của cô và tận hưởng đi, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Xê dâng này, cô có điên cuồng đến mấy cũng vô ích thôi. Ngay từ đầu đã không có chỗ cho cô rồi. Cô không phải là Du Xê dâng, cũng không phải là Trân Mi Sô hay Cha Căng Du. Thừa nhận đi. Có như vậy thì may ra cô mới đáng được tha thứ. Đêm hôm thế này cô còn đến đây làm gì? Cô định quấy rối bà già này hả? Cháu nghe thấy bà bảo anh Yuji-ho chết rồi phải không? Cô cười cái gì? Vậy cháu phải khóc ạ? Cháu đã ký tên đóng dấu vào giấy tờ ly hôn và đang trong thời gian cân nhắc trước ly hôn, nhưng chồng cháu lại bị mất tích. Như vậy, cháu vẫn là cháu dâu của chủ tịch, đúng không? Tôi nghe nói cô bị hết chỗ này đến chỗ kia xua đuổi và trở thành kẻ ăn mày. Nếu cô thử chơi bài quá bụa với tư cách là cháu dâu của tập đoàn Trân Ha, cô có nghĩ tôi sẽ cho cô một ít tài sản thừa kế không? Tại sao thế ạ? Cháu là Du Xê Dân do chủ tịch tạo nên mà. Chủ tịch nghĩ cháu không biết bà nghĩ gì sao? Cô nói gì? Anh Yuji-ho không chết phải không ạ? Nếu anh ấy chết rồi, hãy cho cháu thấy xác ngay đi. Tranh chấp quyền kinh doanh của tập đoàn Trân Ha đã trở thành hiện thực. Người chiến thắng là chủ tịch Ma Hiên Đức hay phó chủ tịch Sơ Du Kiêng. Cuộc nổi dậy của phó chủ tịch Sơ Du Kiêng, tập đoàn Trân Ha, cuộc chiến tranh giành 3% cổ phần. Tranh chấp quyền kinh doanh. Sơ Du Kiêng, cô dám chiếm chỗ của tôi ư? Thư ký Lee. Vâng, thưa chủ tịch, đưa In Ha về đây, ngay bây giờ. Bà bảo cháu quay về Du Sim Uôn ạ. Cách duy nhất để ngăn giới truyền thông lan truyền về tranh chấp quyền kinh doanh là cháu phải trở về. Không phải bà thèm muốn cổ phần của cháu chứ? 18% cổ phần của bà và 3% cổ phần của cháu cộng lại thành 21%. Đó sẽ là một pháo đài bằng sắt. Bà sẽ chính thức chuyển giao ghế chủ tịch tập đoàn cho cháu.
Nếu cháu không chuyển số cổ phần của cháu cho bà thì sao? À không, nếu cháu dồn sức mạnh của cháu sang phía phó chủ tịch Sơ Du Kiêng thì sao? Tại sao cháu không đứng về phía bà mà lại ở phía Sơ Du Kiêng? Vì Trân Hê Su có phải không? Cháu nỡ bỏ bà già này và tập đoàn Trân Ha vì con đàn bà trả ra gì đó sao? Bà đừng nói cô ấy như thế. Hê Su là trái tim, là vũ trụ đối với cháu. Hai đứa không được đến với nhau. Bà nói với cháu mấy lần hai đứa là anh em họ rồi phải không? Tuyệt đối không được nhé. Chính vì thế mà cháu vẫn đang nén chịu đựng đây bà. Chính vì thế mà cháu chỉ ở bên cạnh Hê Su và không tiến gần hơn nữa. Tình yêu là nhất trường xuân mộng. Cháu mau tỉnh mộng rồi về với bà già này đi. Đây là lần cuối cùng bà đưa ra lời đề nghị máu mủ của bà quay lại sau khi bỏ rơi bà. Nếu cháu từ chối lời đề nghị này, bà sẽ từ mặt cháu luôn đấy. Cháu nhớ lấy. Chủ tịch Ma gọi cậu về à? Vâng. Yujiho đang mất tích và bấy cần Inha. Dù bấy cần sự chia sẻ của cậu về mặt tinh thần hay tranh chấp quyền kinh doanh, anh hãy làm theo ý chủ tịch Ma đi. Hả? Hesu, con nghĩ gì thế hả? Có lẽ chủ tịch Ma muốn chuyển giao chức chủ tịch tập đoàn cho anh Inha. Chúng ta nên chấp nhận điều đó. Tôi cũng tán thành việc đó. Như vậy, phó chủ tịch có thể sẽ không được lên chức chủ tịch. Sẽ không sao chứ? Thực lòng tôi không quan tâm đến vị trí chủ tịch tập đoàn. Vị trí đó không nhất thiết phải là tôi đâu. Điều quan trọng là chúng ta phải vực dậy tập đoàn Trân Ha của gia tộc họ Du. Tôi sẽ làm. Việc khôi phục lại tập đoàn Trân Ha của gia tộc họ Du cũng là một trong những việc tôi phải làm. Hesu này, em thực sự mong anh trở về Jusimun à? Vâng, em không sợ à? Nếu anh có suy nghĩ khác thì sao? Nếu vậy thì cuộc sống của em chả ra gì cả. Sao? Em biết anh đã từ bỏ những gì vì em. Anh đã trân trọng và yêu thương em đến nhường nào. Nếu không biết điều đó, chẳng phải em đã sống một cuộc sống vô ích mà. Nếu anh và em không vướng vào mối quan hệ anh em họ, thì em đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh rồi. Kể cả bây giờ lời nói đó của em cũng mang lại cho anh sức mạnh thực sự. Phó Chủ tịch, mẹ anh, Sơn Mi, Kiêng Uôn đều về phe chúng ta, nhưng kẻ thù rất mạnh. Vậy thì hãy từ bỏ tất cả. Rồi chúng ta sống với nhau. Chúng ta cùng nhau đi đến một nơi thật xa, không ai biết đến chúng ta nhé. Anh nói anh sẽ giúp em mà. Vậy thì đừng trốn chạy, hãy giúp em giành chiến thắng. Anh biết đấy, trên thế gian này có ai giành chiến thắng chỉ bằng sự tuyệt vọng không? Tại sao anh lại chút bỏ hết sức mạnh mà anh sẵn có thế? Có phải anh nghĩ người duy nhất có thể chiến thắng chủ tịch Ma là anh không? Thì ra những lời cô ấy nói khi đó đều là sự thật. Cô đã bị đuổi ra ngoài rồi, sao còn ở đây? Con và Yujiho vẫn là vợ chồng. Con vẫn là cháu dâu của tập đoàn Trân Ha. Yujiho mãi mãi không trở về, có lẽ sẽ tốt hơn với cô. Tại sao ạ? Nếu cậu ta trở về, chẳng phải cậu ta sẽ tiến hành ly hôn ngay sao? Và như vậy cô sẽ chính thức bị đuổi ra ngoài và mất luôn vị trí cháu dâu của tập đoàn Trân Ha. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây cùng chúng tôi tổ chức lễ mừng sinh nhật lần thứ 80 của chủ tịch tập đoàn Trân Ha, Ma Hiên Đức. Sau đây chủ tịch Ma có đôi lời phát biểu. Hôm nay tôi muốn đưa ra một thông báo quan trọng. Tôi, Ma Hiên Đức, sẽ từ chức chủ tịch danh dự ngay bây giờ. Người kế nhiệm Ma Hiên Đức làm chủ tịch mới của tập đoàn là...
Cậu ấy kia rồi, chủ tịch mới của tập đoàn Trơn Hà.